Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc mũ len nhiều màu sắc với kiểu rất là đơn giản. Chiếc mũ len này thì mình móc cho bé 5 tuổi với số đo vòng đầu là 50cm. Thì ở đây mình sử dụng len Mew Cotton. Các bạn sẽ chuẩn bị những màu len để phối vào và một màu len là màu chính. Ở đây thì mình dùng màu trắng là màu chính nè. Mình sẽ móc từ trên đỉnh móc xuống và mình phối thêm những cái màu phụ ở đây. Màu sắc thì các bạn tùy chọn, cũng có thể là không cần phối màu mà móc cùng một màu cũng được. Ở đây mình chuẩn bị những cái màu len khác nhau. Màu len phối thì các bạn thích màu gì các bạn phối màu đó. Kim móc thì mình dùng kim 4,5mm. Ngoài ra thì mình cần kim gài để gài lại, kim khâu len và kéo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đo số đo vòng đầu của bé. Nếu như các bạn không có đo trực tiếp thì cũng có thể lên những cái trang web ở trên mạng và các bạn tham khảo số đo size vòng đầu của bé tương ứng theo độ tuổi. Thì nó cũng có một số cái bảng số đo để mình tham khảo đó, từ sơ sinh cho tới người lớn luôn. Thì các bạn dựa vào những cái bảng số đo đó mà các bạn lấy cái số đo vòng đầu tương ứng với số tuổi. Ví dụ như của bé mình 5 tuổi thì vòng đầu của bé mình đo được là 50cm. Còn các bạn móc cho bé nhỏ hơn thì có thể dao động là 45, 46, 48cm. Thì tùy theo độ tuổi của bé mà mình sẽ móc cái mũ cho nó vừa ha. Chiếc mũ này mình sẽ móc từ trên đỉnh mình móc xuống và mình dùng mũi kép. Mình móc tăng mũi cho nó to tròn ra. Vì số đo vòng đầu của bé mình là 50cm thì mình sẽ lấy 50 mình chia cho số pi là 3,14. Thì ra cái đường kính của cái mũ là mình chia 50 cho 3,14 thì nó ra là khoảng 15,9cm, thì tương đương với là 16cm. Thì mình sẽ móc cái vòng tròn ở mũ này, mình tăng mũi cho nó tròn to ra cho tới khi mà được 16cm thì mình sẽ bắt đầu móc thẳng xuống cái thành thân mũ. Thì các bạn sẽ chia, cứ lấy cái số đo vòng đầu chia cho số pi 3,14 thì sẽ ra được cái đường kính mũ bé nhà mình cần móc. Ví dụ như là các bạn móc cho bé có đường kính là 48cm thì các bạn chia cho 3,14 thì nó tương đương với là khoảng 15cm nha. Thì các bạn sẽ tăng cái đường kính của cái vòng mũ này lại lên thành 15cm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc vòng đầu tiên. Có hai phương pháp để mình móc cái vòng đầu tiên. Thứ nhất là mình sẽ khởi tạo mũi đầu tiên trên kim, sau đó móc lên 4 mũi bính. Nối với lại cái mũi bính đầu tiên này bằng một mũi trượt. Tạo thành một cái vòng tròn nhỏ ở đây. Và chúng ta sẽ móc vào trong cái vòng tròn này. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình sẽ tính là một mũi kép đầu tiên. Lần lượt các bạn móc vào bên trong cái vòng tròn này. Móc mũi kép, móc thêm 11 mũi kép nữa để tổng cộng là chúng ta có 12 mũi kép. Sau khi mình móc xong đủ 12 mũi kép rồi thì mình sẽ kết lại với 3 mũi bính đầu tiên này bằng một mũi trượt. Thì như vậy chúng ta đã tạo xong vòng đầu tiên. Tuy nhiên cái phương pháp này thì nó sẽ tạo thành một cái lỗ ở chính giữa như thế này.
nó không có được khít lại. Thì mình sẽ có phương pháp thứ hai, đó là mình móc bằng vòng tròn ma thuật. Phương pháp tạo vòng tròn ma thuật thì mình cũng đã hướng dẫn ở nhiều video rồi. Chúng ta sẽ vòng quanh cái sợi len này, qua cái ngón giữa. Hôm nay mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật kép, nghĩa là mình làm hai vòng để cho nó chắc chắn hơn. Các bạn sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này, cũng là lên 3 mũi bính và móc 11 mũi kép vào bên trong vòng tròn này. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ rút cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại. Mình sẽ dùng cái sợi này mình rút. Ở đây mình dụng mà mình làm vòng tròn ma thuật đôi thì nó sẽ có hai sợi này. Khi mình kéo cái này thì các bạn sẽ thấy có một cái sợi nó rút vào trước. Mình sẽ dùng cái sợi đó và mình kéo cho vòng tròn nó nhỏ lại. Sau đó mình mới dùng sợi thừa này mình rút. Như vậy thì nó sẽ khít khít lại và không có cái lỗ nhỏ ở bên trong này. Và mình cũng kết với 3 mũi bính đầu tiên này bằng một mũi trượt. Vòng đầu tiên chúng ta có 12 mũi kép. Vòng thứ hai chúng ta sẽ tăng mũi. Mỗi một mũi chân mũi này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép và từ 12 mũi chúng ta sẽ tăng lên thành 24 mũi. Mũi kép đầu tiên là mình cũng móc 3 mũi bính. Móc một mũi kép vào cùng chân với lại 3 mũi bính này. Như vậy là chân mũi này mình có tổng cộng 2 mũi kép. Tiếp tục các bạn sẽ móc vào mũi thứ tiếp theo. Trong khi móc thì mình giấu luôn cái sợi thừa phía sau này luôn ha các bạn. Hai mũi kép vào cùng một chân. Các bạn lặp lại cho tới hết cái hàng này. Cứ hai mũi kép vào cùng một chân. Và hết hàng thứ hai này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 mũi. Mình cũng kết với lại 3 mũi bính đầu tiên này. Mình kết vào bằng một mũi trượt. Hàng tiếp theo, chúng ta sẽ tăng mũi từ 24 mũi, chúng ta sẽ tăng thêm 12 mũi nữa là được 36 mũi. Thì các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính.
Đây là mũi kép đầu tiên. Các bạn sẽ móc hai mũi kép vào chân mũi tiếp theo. Một mũi kép. Hai mũi kép vào chân mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ lặp lại. Cứ một mũi và hai mũi vào một chân. Nghĩa là cứ móc một mũi kép bình thường thì chúng ta sẽ một mũi thêm ở đây. Lặp lại như vậy cho tới khi hết hàng thì chúng ta sẽ được 36 mũi. Và mình cũng kết với 3 mũi bính đầu tiên này bằng một mũi trượt. Hàng thứ tư mình sẽ tiếp tục tăng mũi. Chúng ta sẽ móc hai mũi kép. Hai mũi kép cùng một chân. Mũi đầu tiên vẫn là lên 3 mũi bính. Mũi tiếp theo là một mũi kép. Và mũi tiếp theo thì chúng ta sẽ móc hai mũi vào cùng một chân. Tiếp tục lặp lại. Hai mũi kép. Hai mũi kép vào cùng một chân. Chúng ta lặp lại như vậy cho tới hết hàng thì sẽ tăng thêm 12 mũi nữa là được 48 mũi. Và sau khi mình móc xong cái hàng này, mình có tổng cộng là 48 mũi. Và tiếp tục mình sẽ tăng mũi lên. Bởi vì cái vòng tròn này, đường kính của mình chưa có đủ là 16 cm, thì mình sẽ tiếp tục tăng mũi lên cho nó to tròn ra. Khi nào đủ 16 cm thì thôi. Mình tiếp tục tăng mũi. Chúng ta sẽ tăng mũi tịnh tiến. Là các bạn thấy là chúng ta đã tăng một kép, một tăng, hai kép, một tăng, thì hàng này chúng ta sẽ là ba kép và một tăng. Ba mũi kép bình thường. Mũi tiếp theo sẽ là hai mũi và một chân. Tiếp tục móc ba mũi kép bình thường. Mũi tiếp theo sẽ là hai mũi kép và một chân. Nếu mà các bạn móc cho bé mà size nhỏ, số đo vòng đầu nhỏ thì có thể là mình thêm mũi 4-5 hàng lên là nó đã vừa đủ cái số đo vòng đầu rồi. Móc cho bé khoảng 6 tháng tuổi, 9 tháng tuổi đó các bạn. Thì nó nhỏ thôi, thì mình tăng mũi khi nào mà mình đo thấy cái đường kính á nó vừa tương ứng với lại cái số đo vòng đầu của bé rồi thì mình không có tăng mũi nữa. Còn ở đây là mình móc cho bé có số đo vòng đầu 50 cm thì mình sẽ phải tăng lên để cho nó vừa với đầu của bé. Các bạn móc mũi cho người lớn cũng vậy. Các bạn cũng sẽ tăng mũi lên cho tới khi cái vòng tròn này nó vừa với đầu. Hàng tiếp theo thì mình lại tiếp tục tăng mũi. Mình sẽ móc 4 mũi kép, 1 mũi tăng. Bốn mũi kép. Mũi tiếp theo thì mình sẽ móc
hai mũi kép cùng một chân. Tiếp tục lặp lại 4 mũi kép, 1 mũi tăng cho tới hết hàng. Sau khi móc xong hàng này thì mình đo cái đường kính của cái mũ được là 16cm là đủ số đo của mình rồi nè các bạn. Thì mình sẽ không tăng mũi nữa mà mình sẽ móc thẳng xuống cái phần thân mũ. Như vậy là mình đã móc 6 hàng tất cả. 6 hàng thì tổng cộng là mình có 72 mũi ở đây. Mình không tăng mũi nữa mà mình sẽ bắt đầu móc phần thân mũ. Chúng ta sẽ lên một mũi bính, một mũi đơn vào cùng chân mũi đầu tiên. Tiếp tục mình sẽ móc hai bính, bỏ qua hai mũi không móc, móc một mũi đơn vào mũi thứ ba. Tiếp tục hai mũi bính, bỏ qua hai mũi không móc, một mũi đơn vào mũi thứ ba. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới hết hàng. Hai mũi bính, bỏ qua hai mũi, một mũi đơn và mũi thứ ba. Ở mũi cuối cùng này chúng ta móc hai bính, bỏ qua hai mũi và mình sẽ kết bằng một mũi trượt vào mũi đơn đầu tiên này. Sau đó các bạn sẽ dùng cái kim gài, các bạn gài lại. Và bây giờ mình sẽ nối cái lầu màu len mà mình phối màu á. Các bạn phối màu tùy thích nha. Mình sẽ móc vào trong những cái lỗ trống này, những cái lỗ mà được tạo ra bởi hai cái mũi bính đó các bạn, thì mình sẽ móc vào trong những cái lỗ này. Mình sẽ tạo một mũi đầu tiên ở trên kim, sau đó mình sẽ móc vào cái lỗ đầu tiên. Móc vào thành một mũi đơn. Mình làm lại cho các bạn xem nè. Khởi tạo một mũi trên kim. Sau đó mình đâm kim vào trong cái lỗ đầu tiên. Và móc lên thành một mũi đơn. Tiếp tục mình móc lên hai mũi bính. Và đây coi như là một mũi kép đầu tiên. Mình sẽ móc vào trong một cái lỗ này, tổng cộng là 3 mũi kép.
Thì ở đây mình sẽ móc thêm 2 mũi nữa là được 3 mũi nè. Tiếp tục, lỗ tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc 3 mũi kép. Cứ một lỗ là chúng ta sẽ móc 3 mũi kép. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết hàng. Mình móc tới cái lỗ cuối cùng rồi nè các bạn. Thì mình sẽ nối lại với 3 mũi bính đầu tiên này bằng một mũi trượt. Sau đó mình sẽ kết thúc cắt sợi này đi. Tiếp tục mình sẽ lấy cái sợi màu trắng hồi nãy mình đã đánh dấu, mình gài vào đây. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình móc tiếp. Mình sẽ đưa kim vào ở giữa hai cụm 3 mũi kép này. Mình lấy cái mũi màu trắng này lên. Các bạn móc lên một bính, một mũi đơn vào giữa hai cụm 3 mũi kép này, hai mũi bính và một mũi đơn vào giữa hai cụm này. Tiếp tục hai mũi bính, một mũi đơn. Các bạn lặp lại như vậy cho hết hàng. Mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ nối lại với mũi đơn đầu tiên này bằng một mũi trượt. Tiếp tục chúng ta sẽ gài cái màu này lại và nối màu tiếp theo. Tương tự giống như màu lúc nãy mình đã nối, mình sẽ móc vào phần lỗ này. Nối vào bằng một mũi đơn, lên hai mũi bính. Tiếp tục móc vào bên lỗ này hai mũi kép. Và chúng ta lặp lại giống như màu xanh lúc nãy mình đã làm đó. Thì cứ một lỗ như thế này, chúng ta sẽ móc vào 3 mũi kép. Móc tới cái ô cuối cùng rồi thì chúng ta cũng sẽ nối với lại 3 mũi bính đầu tiên này bằng một mũi trượt. Và mình cũng sẽ kết thúc và cắt cái sợi này đi. Như vậy là mình đã xong cái màu thứ hai. Tiếp tục mình dùng cái màu trắng này. Lên một bính, móc một mũi đơn đầu tiên vào giữa hai cụm 3 mũi kép.
lặp lại giống như hàng trước, đó là hai bính một đơn. Chúng ta sẽ móc một hàng màu trắng này và một hàng phối màu. Mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ nối với mũi đơn đầu tiên. Lại tiếp tục gài cái sợi này lại và nối màu tiếp theo. Chúng ta sẽ lặp lại giống như những màu trước đây, là chúng ta sẽ móc 3 mũi kép vào trong từng cái lỗ này. Cái sợi thừa này thì để lát nữa chúng ta sẽ dùng kim khâu và chúng ta sẽ giấu cái sợi này sau. Thì các bạn cứ móc tương tự như vậy cho tới khi mà mình đã móc được 5 hàng phối màu như thế này. Cứ một hàng màu, một hàng trắng, một hàng màu, một hàng trắng. Thì cái hàng màu trắng này, sau khi mà mình đã móc 2 mũi bính, một mũi đơn, cái hàng trắng cuối cùng này, thì mình sẽ không phối màu thêm nữa, mà mình sẽ dùng cái màu trắng này tiếp tục. Mình sẽ móc một mũi dời vào bên trong cái lỗ đầu tiên này để mình dời cái sợi len vào trong này. Mình sẽ lên 3 bính và các bạn cũng sẽ móc mũi kép. Cứ một lỗ là chúng ta sẽ móc 3 mũi kép. Các bạn móc mũi kép cho tới hết hàng. Mình móc xong một cái hàng mũi kép rồi, mình sẽ nối lại với đầu mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Và bây giờ mình sẽ móc cái phần viền mũ. Thì ở đây mình đo được từ đỉnh mũ. Mình đo từ đỉnh mũ nè, mình đo xuống là các bạn thấy là nó cũng sấp xỉ là 16 cm đó, bằng với lại cái đường kính của cái mũ. Thì mình móc số đo bằng 16 cm rồi, mình sẽ bắt đầu móc cái phần viền mũ. Ở đây mình dùng mũi ngoặc trước và ngoặc sau để tạo cái đường viền mũ. Các bạn có thể móc thẳng xuống luôn cũng được. Còn đây mình móc ngoặc trước ngoặc sau để tạo nên cái phần viền như thế này. Là sau khi mà mình móc cái độ dài của cái mũ bằng với lại cái đường kính của mũ. Đường kính của mũ đây là 16 cm, thì mình móc dài xuống 16 cm rồi. Mình sẽ móc thêm khoảng 2 cm làm cái đường viền mũ nữa. Là cái mũ của mình nó có chiều dài tổng là 18 cm. Hàng này mình sẽ móc mũi kép toàn bộ. Nếu mà các bạn không móc mũi ngoặc trước ngoặc sau thì các bạn cứ móc mũi kép lên khoảng 2 hàng 2 cm nữa là chúng ta hoàn thành cái mũ.
Còn ở đây mình sẽ dùng mũi ngoặc trước và ngoặc sau. Như vậy thì nó sẽ tạo cái độ ôm hơn. Khi mà mình đội cái mũ vào đầu thì nó sẽ ôm. Hàng này mình sẽ móc mũi kép toàn bộ nha các bạn. Mũi cuối cùng này, thay vì mình nối với lại 3 mũi bính này, thì mình sẽ đưa kim vào phía sau của 3 cái mũi bính này. Và mình nối lại thành một mũi trượt đây. Thì các bạn thấy cái đường này nó sẽ nổi lên trên nè. Mình sẽ lên 3 mũi bính. Mũi này tính là một mũi kép ngoặc trước rồi. Thì mũi tiếp theo mình sẽ móc ngoặc sau. Ngoặc sau thì mình sẽ đưa kim từ phía sau ngang qua thân mũi. Tiếp tục một mũi ngoặc trước. Một mũi ngoặc sau. Về một mũi ngoặc trước. Ngoặc trước ngoặc sau thì các bạn sẽ lấy ngang qua thân mũi chứ không lấy ở trên đỉnh mũi. Các bạn thấy là nó sẽ tạo lên những cái đường gân như thế này. Và chúng ta sẽ móc một mũi ngoặc trước, một mũi ngoặc sau cho tới hết hàng. Mũi cuối cùng này, mình đã móc là một mũi ngoặc sau và mình cũng kết với mũi đầu tiên này. Bạn đưa kim ngang qua cái thân mũi này. Và mình kết thúc. Như vậy là mình đã móc xong phần mũ. Mình sẽ dùng kim để mình giấu những cái sợi thừa này. Các bạn giấu sợi thừa này vào trong mặt trái của sản phẩm. Tương tự mình sẽ giấu những cái sợi của những cái màu mà mình nối đây. Màu nào thì các bạn giấu vào những cái mũi móc màu đó để cho nó khỏi lộ nha. Như vậy là mình đã xong cái mũ rồi. Mình sẽ làm thêm cái phần quả bông này để đính lên bên trên. Thì mình sẽ dùng những cái màu mà đã phối ở đây. Các bạn có thể dùng tất cả các màu hoặc là vài ba màu đều được. Ở đây mình sẽ quấn xung quanh cái bàn tay của mình. Các bạn có thể dùng một cái miếng bìa cứng để cuốn cũng được. Nhưng mà đây mình dùng tay luôn.
cho nó tiện. Thì các bạn muốn cái quả bông này to hay nhỏ thì các bạn sẽ quấn nhiều hay ít cái số vòng này. Sau khi mình quấn xong thì mình sẽ lấy một cái đoạn len màu nào cũng được ha các bạn. Mình sẽ buộc vào giữa bốn ngón tay này. Mình sẽ đưa kim móc để mình dễ lấy cái sợi này lên ha. Mình buộc. Các bạn buộc vào chính giữa. Sau đó rút cái tay ra. Thắt lại. Mình sẽ cột 2-3 vòng như vậy cho nó chắc nha. Các bạn buộc thật là chặt. Hai cái sợi thừa này các bạn đừng có cắt đi nha. Mình sẽ để hai cái sợi này để mình kết vào trong phần mũ. Và bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt hai bên, cắt rờ những cái sợi này ra. Sau khi mà cắt rời ra rồi thì chúng ta sẽ cắt để điều chỉnh cái quả này cho nó tròn lại. Mình cắt bớt. Các bạn cứ cắt tỉa và điều chỉnh cho những cái sợi này nó bằng nhau và nó tròn đều. Các bạn cứ cắt và các bạn lấy tay các bạn điều chỉnh nó, thấy cái sợi nào mà nó còn dài nó chỉa ra thế này nè thì mình sẽ cắt tỉa đi cho nó đều, cho nó tròn lại. Đây mình cũng tương đối rồi ha các bạn,
bây giờ mình sẽ ráp cái phần quả bông này vào trong đỉnh mũ. Thì mình sẽ dùng hai cái sợi mà mình đã thắt quả bông đó, thì mình kết vào đây. Các bạn lấy lần lượt từng sợi nè. Các bạn đâm vào trong cái phần đỉnh mũ ha. Nhưng mà đừng có đâm vào chính giữa đỉnh, mình sẽ đâm vào bên hông nè. Một sợi. Sợi còn lại thì cho nó đối xứng với nhau. Mình sẽ buộc lại vào bên trong này. Mình thắt nút 2-3 lần cho nó chặt. Sau đó thì mình đưa nó ra ngoài lại. Và lúc này thì mình cắt cho nó bằng với lại có quả bông này luôn. Như vậy là mình đã xong một chiếc mũ rất là nhiều màu, cũng rất là đơn giản. Chúc các bạn thực hiện thành công và chào đón những video sau của mình để xem những sản phẩm mới nha.